Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Moon ESL, nơi các bạn sẽ học cách nghe chuẩn và nói rõ tiếng Anh nhé. Trong video ngày hôm nay thì Moon sẽ chia sẻ với mọi người cách để học từ vựng đúng cách. Đây chính là một chủ đề rất là hot và rất là nhiều học viên của Moon ESL đã hỏi mình là cô ơi làm thế nào để bổ sung được vốn từ vựng. Vốn từ của em nó rất là yếu, bây giờ em muốn là học từ vựng nhanh và hiệu quả. Đó là lý do thúc đẩy Moon làm cái video này để có thể chia sẻ với mọi người cách học từ vựng của Moon, ok? Nhưng mà đầu tiên trước khi chúng ta bắt đầu thì mình muốn chia sẻ với mọi người một số những cái lỗi thường gặp khi mà chúng ta học từ vựng. Bởi vì khi chúng ta ý thức được những cái lỗi chúng ta mắc phải thì chúng ta sẽ cố gắng tránh xa những cái lỗi đấy ra, ok? Hãy bắt đầu nhé. Nào, lỗi đầu tiên đó là gì? Đó là mọi người thường rất tham. Cái lỗi này là người ta bảo là tham thì thâm, cái này không có sai đâu. Ngày xưa mình cũng bị mắc cái bệnh tham này. Tức là như thế nào? Mỗi khi mà mình học từ vựng ấy, mình thấy một cái từ nhá, sau đó thì mình sẽ bắt đầu là mình tìm trong từ điển, mở từ điển ra mình tra. Và nếu mà mình thấy được từ take chẳng hạn, mình thấy có rất là nhiều nghĩa, thì bắt đầu mình sẽ cầm một cái bút và một cái quyển vở dày như này, và mình sẽ viết ra mọi nghĩa của từ. Có khi nó phải dài đến hết cả hai trang giấy ấy, mọi người ạ, một từ đó. Rồi cả thêm cả những cái giới từ đi kèm nữa. Xong rồi mình viết hết, và câu ví dụ mình viết hết xuống. Và nói thật với mọi người là nó cũng mất rất nhiều thời gian luôn. Nhưng mà sau đó thì mình quên hết, mình chẳng nhớ gì cả. Và những cái từ đấy nó không bao giờ là của mình, ok? Thì cái cách học này là cách học mà mình gọi là cách học rất là tham lam và nó không hiệu quả. Nếu mọi người đang mắc phải vấn đề này thì mọi người đừng quên comment ở phía dưới video nhá. Và nếu mà các bạn thấy rằng cái chủ đề của video này hữu ích thì cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Moon ESL để update những cái video mới nhất nha. Cái lỗi thứ hai mà mọi người hay mắc phải đó là mọi người thích học những cái quyển sách về từ vựng. Tức là khi mọi người ra ngoài hàng sách, mọi người sẽ thấy là có rất nhiều quyển sách là hướng dẫn học từ vựng, đúng không? Nhưng mà các bạn có cảm thấy rằng là khi các bạn tậu những quyển sách này về nhà để học thì cái hiệu quả nó không được như mong muốn không? Kể cả những cái quyển sách như là hack não từ vựng, tức là bằng cách là phương pháp là gì? Là liên hệ cái từ vựng đấy với cả từ tiếng Việt để cho mình nhớ dễ hơn. Nhưng mà đôi khi thì có những cái tình huống mình thấy dễ nhớ, nhưng có những cái tình huống mình cảm thấy khá là khó nhớ bởi vì nó không liên hệ với cả cái kinh nghiệm thực tế và cái nền tảng của mình. Cho nên là những cái phương pháp đó nó cũng không hẳn được coi là những phương pháp hiệu quả đâu mọi người ạ. Thế nên là bỏ qua những quyển sách về từ vựng đi. Có một cái cách mà hôm nay mình muốn trình bày cho mọi người, nó đơn giản hơn rất là nhiều, nó tiết kiệm thời gian của bạn hơn rất là nhiều hơn là bỏ tiền ra mua những cái quyển sách như vậy. Ok, đó là cái lỗi thứ hai mà mọi người hay mắc phải. Lỗi tiếp theo mà chúng ta hay mắc phải đó là gì? Mọi người cho rằng là ôi, chỉ cần nhớ từ vựng này một lần là mình sẽ phải nhớ nó, và nếu mà mình không nhớ nó thì chứng tỏ là mình rất ngu. Hay không phải đâu mọi người ơi, thực tế là để mà mình có thể nhớ được một cái từ vựng, các bạn sẽ phải gặp nó rất là nhiều lần. Có rất là nhiều dạng từ vựng, có những từ vựng các bạn nhìn thấy bảo ôi nó mới hoàn toàn với mình, nhưng có những từ vựng các bạn bảo cái từ này như là mình đã tra này trước rồi mà mình không có nhớ nghĩa của nó, đúng không? Có những từ vựng trông quen, có những từ vựng các bạn đã dùng thành thạo, có rất là nhiều cái kiểu từ vựng khác nhau. Thì trong một quá trình các bạn học thì đương nhiên là để một cái từ vựng trở thành cái từ vựng mà các bạn nhìn thấy nó, các bạn hiểu được nghĩa của nó trong văn cảnh, các bạn sẽ có thể mất nhiều thời gian, các bạn sẽ gặp nó vài lần. Nó giống kiểu là nhìn một người gặp một người, có khi mình cũng đâu có phải là lúc nào mình cũng nhớ được đâu, lần sau gặp có khi quên chả nhớ đấy người đấy là ai, đúng không? Nó cũng tùy vào cái ấn tượng của mình với người đó nữa, đúng không? Đó thì các bạn cũng cần phải nhớ từ vựng, nó cũng tương tự như vậy thôi. Bạn cần phải gặp từ đó nhiều lần để nhớ được nó, và để dùng được nó thì các bạn bắt buộc phải sử dụng nó. Nhớ nhá, cái này vô cùng quan trọng mọi người ạ. Và cái cuối cùng là gì? Rất nhiều bạn cho rằng là em phải biết rất nhiều từ vựng để em có thể giao tiếp. Cái câu này mình gặp rất nhiều lần trong suốt bao nhiêu năm mình đi dạy tiếng Anh. Mọi người đều cho rằng là gì? Để có thể giao tiếp được thì em cần phải có rất nhiều từ vựng. Nghiên cứu chỉ ra rằng để có thể giao tiếp ở mức độ căn bản, mọi người chỉ cần 2.000 từ vựng thôi. Ngay 2.000 thì nhiều lắm, nhưng các bạn tưởng tượng từ I, you, we, they, he, she, it cũng được coi là từ vựng đó mọi người nha. 2.000 từ là đủ để giao tiếp mức độ cơ bản. Còn nếu như muốn khá khẩm hơn thì các bạn học từ 3.000 đến 5.000 từ là rất là ok rồi. Một số các bạn bảo mình là nên đổi cảnh quay để nhìn cho đỡ nhàm chán, nên là bây giờ các bạn thấy video của Moon thi thoảng Moon nhảy ở chỗ nọ qua chỗ kia không? Mà hôm nay mình cũng đang bị ốm đó. Kind of like I'm feeling a bit under the weather right now. Mình have a flu, mình bị cúm á. Và nghe giọng của mình nó cũng hơi khang khang một chút, đúng không? Nhưng mà thật ra là mình cũng muốn là mỗi tuần là có thể xuất bản được video cho Moon ESL vào thứ năm, để mọi người thành một cái thói quen theo dõi cái kênh YouTube của mình. Như vậy thì mình sẽ đi vào cái mục tiêu chính của ngày hôm nay, đó là hướng dẫn cho mọi người biết cách làm thế nào đấy để có thể học được từ vựng hiệu quả dựa trên kinh nghiệm của cá nhân mình và qua những cái nghiên cứu mà mình đọc. Ok, thì mọi người ơi, mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện trước khi mà mình chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tiễn của mình. Thì mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện thực tế nhá, là mình sinh em bé ở Mỹ
Ok, mình có ba bé thì 2 trên 3 là các bạn ấy sinh ở Mỹ. Và trong cái quá trình mà mình sinh ở Mỹ thì mình đã học được rất là nhiều cái từ vựng liên quan đến cái sinh đẻ, đến đi khám thai, những cái từ vựng chuyên ngành về cái ngành đó mình rất là rõ. Bởi vì sao? Bởi vì là mình phải dùng nó thường xuyên mà. Khi mà bắt đầu mang thai thì mình thay vì là ngồi mở những cái tài liệu những cái trang như mẹ và bé của tiếng hoặc là eva.vn đó, những cái trang mà của tiếng Việt ấy thì mình không có đọc, mà mình sẽ mở những cái trang mà mình Google bằng tiếng Anh, ví dụ như là pregnancy, bầu bí đó, hay là childbirth là sinh con đó, mình tra những cái đó và mình ngồi mình đọc. Mình chịu khó đọc lắm, bởi vì là lúc đấy nó là một cái gì đấy nó quan tâm sát sườn đến với mình rồi. Đấy là kinh nghiệm mà mình bắt buộc mình phải có, đúng không? Những cái từ vựng đấy là rất là quan trọng, bởi vì khi mà mình đi khám thai chẳng hạn, bác sĩ sẽ đưa lên những cái từ đó, những cái từ vựng liên quan đến bầu bí chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như là đơn giản như là từ ốm nghén là gì thì mình phải biết, sinh con là gì mình phải biết, hay là các hình thức như mổ đẻ hay là sinh thường là gì mình cũng phải nắm được, hay là buồn nôn là gì để còn nói với bác sĩ chẳng hạn, đúng không? Thì cái đó là những cái từ mà bắt buộc là mình phải nắm được. Và mình đã mình sử dụng cái tìm kiếm Google á, mình tìm những cái bài liên quan đến cái chủ đề đó và mình đọc khá là nhiều. Thế sau khi mình đọc thì mình tìm được rất là nhiều từ vựng, mình học được những cái từ vựng chuyên ngành mới, rất là nhiều từ hay nó liên quan thực tế với cái kinh nghiệm của mình. Và sau đó khi mình gặp bác sĩ mình lại dùng những cái từ này, mình nghe bác sĩ lại nói những từ này mà đúng rồi, bác sĩ nói cái từ mà mình vừa học hôm nọ đây này. Và sau đó thì mình sẽ cố gắng mình dùng lại những cái từ đó như kiểu là một trò chơi á, đó. Người ta bắn lại từ này với mình thì mình sẽ bắn lại một từ khác với họ. Và đấy là cái cách mà mình sử dụng những cái từ vựng đó và mình nhớ rất là lâu cho đến tận bây giờ. Thì sau khi mà bé đầu tiên sinh đã được 10 năm rồi thì những cái từ vựng về ngành sinh đẻ mình nắm rất là rõ mọi người ạ. Bởi vì mình nhớ rất là lâu, nó từ những cái từ vựng xa xôi của người khác nó trở thành của chính mình đó. Thì cái đầu tiên là mình muốn chia sẻ trong cái video này nó hơi dài một chút, thì nếu các bạn chịu khó theo dõi từ đầu đến cuối nó sẽ cực kỳ hữu ích, và mình sẽ chia sẻ rất là chân tình và rất là cụ thể. Thì cái đầu tiên các bạn cần phải nhớ đó là gì? Đừng bao giờ mua sách từ vựng. Tại vì sao? Bởi vì cái việc học trong qua sách từ vựng ấy nó là cái việc học tách rời cái từ vựng với cả cái phân cảnh mà quan tâm nhất thiết đến cuộc sống của các bạn. Có thể là người ta sẽ hướng dẫn các bạn học từ vựng dựa trên một cái bài đọc, nhưng cái bài đọc đấy chưa chắc là nội dung các bạn muốn xem hoặc là quan tâm. Chính vì thế nó sẽ giảm thiểu cái khả năng nhớ cái từ vựng đấy của mọi người hiểu không? Cho nên là nếu mà đầu tiên để mà học từ vựng tốt ấy thì mọi người cần phải học những cái từ vựng mà nó ở trong những cái bài đọc hoặc là những cái bài nghe về những cái chủ đề mà các bạn quan tâm hoặc các bạn thích hoặc các bạn phải thích. Ví dụ như là chuyên ngành của các bạn chẳng hạn, có thể các bạn không thích chuyên ngành của các bạn, đúng không? Nhưng mà bởi vì là bây giờ mình đang làm cái nghề đó thì mình phải học những cái từ vựng liên quan đến cái đó, thì các bạn sẽ có nguy cơ là nhớ những cái từ đấy lâu hơn những cái từ khác, những cái chủ đề mà các bạn không quan tâm. Ví dụ mình là giáo viên thì đương nhiên là những cái chủ đề về từ vựng về trẻ con hay tâm lý học hay là về giảng dạy tiếng Anh thì mình nắm rất là rõ và mình rất là thích. Chứ mình bây giờ bảo mình học từ vựng về phong thủy hay là về thiên văn học thì mình cũng không quan tâm lắm đấy. Các bạn phải tưởng tượng là như thế. Đầu tiên là các bạn luôn luôn phải gắn là gì? Học từ vựng là học trong văn cảnh và học trong những cái văn cảnh mà các bạn thích và có ấn tượng thì nó mới hiệu quả được. Còn về sau này thì hãy mở rộng ra đến những cái chủ đề mà các bạn cần phải tìm hiểu. Nhưng ban đầu để mà tốt nhất ý, là phải hướng đến những cái từ vựng mà nó liên quan trực tiếp đến cái cuộc sống của các bạn. Đó, đầu tiên các bạn cần phải nhớ ghi lại nhá, lấy cái tờ giấy ghi lại cho mình, ok? Thì đấy là cái phương pháp đầu tiên, tức là gì, chính môn cũng đã học được những cái từ vựng về sinh đẻ qua cái việc thực tế phải giao tiếp ở nước ngoài, ở Mỹ khi mà mình sinh con và mang thai ở bên Mỹ. Đó, thì cái đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa đó là gì, khi mà các bạn học từ vựng ấy thì các bạn nếu mà các bạn chỉ đọc thôi và các bạn nhìn thấy từ đấy lần sau thì các bạn nhớ, nhưng mà nếu các bạn muốn để những cái từ vựng đấy thành của chính các bạn thì các bạn sẽ phải dùng những từ vựng đó, nhớ chưa? Và có một cái đặc điểm như thế này, rất nhiều bạn bảo là ôi dồi ôi, nhiều từ vựng quá em dùng không có hết. Ở đúng rồi, chính xác, có rất nhiều từ vựng, giống như là chúng ta ra ngoài kia chúng ta gặp rất nhiều người bạn, nhưng chúng ta chỉ kết thân với một số người thôi, chứ không phải người nào chúng ta cũng thân thiết, đúng không? Hay là không phải người nào chúng ta cũng mời về nhà thì chúng ta cũng trở thành bạn, chúng ta cũng trò chuyện tâm tình với họ, đúng không? Thì khi học từ vựng cũng như vậy thôi, các bạn hãy chọn ra những cái từ các bạn cảm thấy thích chúng nó, cảm thấy có ấn tượng với những từ đấy và các bạn muốn dùng những từ đó. Không cần phải quá nhiều, nhớ là nguyên tắc là gì, không được tham. Chọn ra những từ các bạn thật sự thích, sau đó thì các bạn sẽ dùng những cái từ đó vào cái việc giao tiếp hàng ngày, hoặc là nếu không có cái điều kiện để giao tiếp hay thực hành tiếng Anh thì các bạn hoàn toàn có thể ghi âm mà, đúng không? Mình có thể là tự nói này, giống như điện thoại tự nói thì ghi âm lại cái nội dung mà mình nói và cố gắng sử dụng những cái từ vựng mà mình
vừa học được. Đấy là cách cực kỳ hiệu quả. Còn nếu như trong trường hợp các bạn không có cái điều kiện giao tiếp thì ở dưới ngay cái video này Moon sẽ đưa ra cái nhóm luyện tiếng Anh miễn phí mà mọi người thì tham gia được. Và đấy là cách nhanh nhất để các bạn học từ vựng. Và nhớ đến cái thứ ba, mình nói cái sai lầm của mọi người đó là gì? Mọi người nghĩ rằng là khi gặp từ vựng đó một lần là phải nhớ được từ đó, đúng không? Không phải đâu. Các bạn phải gặp từ đấy rất nhiều lần và phải dùng từ đó rất nhiều lần cho đến khi cái từ đấy trở thành của chính các bạn. Cho nên đừng mơ rằng là ok, em chỉ gặp từ này có một lần rồi em xài nó trong vòng một cái bài ghi âm về nhà nào đó, sau đó thì nó thành của em. Không phải đâu. Các bạn phải dùng nó đến chục lần hoặc thậm chí là hơn để các bạn có thể master, có thể làm chủ được cái từ vựng đó. Cho nên là cái việc học từ vựng ấy, nếu các bạn học đúng cách nó sẽ rất là nhanh, đi cực kỳ dễ. Nhưng nếu các bạn học không đúng cách thì các bạn sẽ loay hoay, vất vả và không hiệu quả. Mà các bạn biết đấy, phong cách của Moon khi dạy tiếng Anh đó là gì? Hiệu quả là trên hết. Mình là người rất hiệu quả và mình làm việc cũng rất hiệu quả và mình thích sự hiệu quả. Đấy thì có thể nói là hiệu quả là một thương hiệu của mình. Cho nên là mình sẽ nói luôn với mọi người đó là gì? Ba yếu tố vô cùng quan trọng khi các bạn học từ vựng đúng cách. Thứ nhất, các bạn phải học nó trong văn cảnh liên quan trực tiếp đến cuộc sống của các bạn. Phải là những cái mà các bạn cảm thấy có hứng thú, nhớ chưa? Tức là qua những cái nguồn đọc hoặc là những cái nguồn nghe mà các bạn thích. Cái yếu tố thứ hai nữa quan trọng đó là gì? Các bạn phải dùng những cái từ vựng mà các bạn thật sự muốn kết bạn với chúng. Các bạn yêu những cái từ vựng đó, các bạn muốn cái từ vựng đấy trở thành của chính các bạn. Thì các bạn học nhưng đừng ôm đồm, đừng tham là học tất cả những từ vựng, những cái từ mới thành của mình. Không phải đâu, chỉ chọn ra vài từ là của mình thôi. Sau đó ứng dụng những cái từ đó trong thực hành nói để những cái từ đó dần dần trở thành chính của các bạn. Nhưng để làm được cái điều đó thì cần có yếu tố thứ ba, đó là các bạn phải dùng những cái từ vựng đó đủ nhiều. Nhiều hơn chắc chắn là 5 lần để biến những từ đấy thành của các bạn. Nhớ chưa ạ? Rồi, mình hy vọng là video này tuy dài nhưng cực kỳ là hữu ích. Và nếu mọi người thích video này thì đừng quên subscribe kênh YouTube của Moon ESL và để comment ở phía dưới xem là các bạn đã áp dụng đúng phương pháp của Moon chưa nhé. Bye bye!